Anh ơi, cho em xuống. Em không đúng được nữa. Bây giờ là 9:15 các bạn ạ. Mình hẹn xe là 9:30 ở Bixi Thăng Long. Thì bây giờ mình đã đến đây rồi. Mình thì hay kiểu đến sớm, tại vì mình không thích bị muộn giờ ấy. Nên là mình đến sớm. Và bây giờ thì sẽ có khoảng tầm 10 phút để chúng mình chờ xe. Trời ơi, háo hức quá. Chúng mình sắp được đi nhảy dù rồi các bạn ơi. Ê chào anh. Hello em. Sau khoảng 40 phút thì bọn mình đã đến đây là đồi Bù. Và địa điểm này, mọi người gửi xe ở đây. Và chuẩn bị sẽ sắp tới sẽ lên trên kia để đi bay. Sau một quãng đường mình nghĩ là nó không xa lắm, nhưng mà thật sự nó rất là xa các bạn ạ. Và gần như là trong bụng mình có gì thì nó lộn hết lên. Nói chung là đường ở đây khá là xấu, nên là mình khuyên các bạn là lên đi cùng phi công và đi xe ô tô lên. Còn nếu mà đi xe máy thì thật sự nó rất là xấu. Và đây, trước mặt mình sẽ là bãi nhảy dù. Đây là bãi nhảy dù. Đây là bạn nào mà muốn thử đi nhảy dù thì cố gắng đi sớm nhá. Đồi Bù nằm ở độ cao 833m so với mực nước biển, nên còn được gọi là đồi bay dù 833. Tháng 11 và tháng 12 hàng năm là mùa hoa cỏ lau, nên nếu mà các bạn không nhảy dù ở đồi Bù thì các bạn có thể đến đây để chụp ảnh hoa cỏ lau cũng được. Và nếu mà có hoàng hôn ấy thì đẹp vô cùng luôn. Ok, và sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cũng đến lượt mình rồi các bạn ạ. Đầu tiên thì anh phi công sẽ thắt đai an toàn cho mình một cách rất là chắc chắn, đảm bảo rằng là mình sẽ không bị rơi khi đang bay lượn trên trời. Mỗi phi công đều có một chiếc GoPro riêng, nên nếu các bạn đi nhảy dù thì không cần thiết phải mang theo thiết bị chụp ảnh đâu. Và trước khi bay thì các anh sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Nói chung là đơn giản lắm, ai cũng dùng được. Bộ môn nhảy dù yêu cầu kỹ thuật cao, nên bản thân mình thì không thể tự nhảy được, mà sẽ có một anh phi công bay cùng. Mấy bay lượn gồm 4 anh phi công dày dặn kinh nghiệm với hàng trăm giờ bay, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Sau đó thì anh phi công hướng dẫn mình cách chạy đà để bay. Chạy lên trước thì em cứ chạy thẳng đường này cho anh nhé. Đi thẳng, kéo kéo thật mạnh. Không được có chân mà nhảy lên thôi nhá. Cứ chạy hết sức, thử chạy cho nào. Ok, cất cánh nhá. Neo chứ. Đang neo. Nó sẽ hơi lôi em lùi lại đấy em. Dạ vâng. Nào thử chạy tiếp tí nào. Thử thôi ạ? À? Ờ. Anh cứ chạy thật ạ? À? Chạy thật nhưng mà không được. Rồi. Tốt. Ok, tốt. Ok, được rồi, từ từ. Ok nha, bay nha. Để chạy đà thì các bạn chỉ cần chạy tầm 3-4 bước theo đường thẳng và nhớ là không co chân lên nhá. Làm theo hướng dẫn của anh phi công là thế nào cũng bay được, dễ lắm. Ban đầu thì cảm giác cũng nhẹ nhàng lắm các bạn ạ. Ngồi dù lượn thì giống như là ngồi trên ghế sofa vậy, êm du. Mỗi tội gió thì là mình bạt hơi và khô hết miệng. Đến nỗi mà mình để ngậm miệng lại thì mình phải mất khoảng tầm 2 giây thì mình mới có thể ngậm miệng lại được. Trước khi thực hiện một kỹ thuật khó nào đó thì anh Mỹ đều hỏi mình xem là mình có bị say không. Với một đứa con gái mê phượt và thích trải nghiệm như mình ấy thì đã chơi là phải chơi hết.
Mặc dù là gió như thế nhưng mà mình vẫn có thể trò chuyện được với anh phi công. Bật mí với các bạn nhé, anh phi công Đặng Văn Mỹ là giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2016 thì anh bắt đầu học bộ môn này ở nước ngoài và thi đạt chứng chỉ B5 do Hiệp hội Diều và Dù lượn Nhật Bản cấp. Đến nay thì anh đã có hơn 800 giờ bay. Anh Mỹ bảo ngày xưa thì anh cũng mê phượt lắm. Đấy, đúng là những cái người mà cùng chung sở thích thì sẽ có duyên gặp nhau ở một nơi nào đó. Đặc biệt là những người hay đi như chúng mình, các bạn nhở? Ở đây thì có hai bãi đáp, một là ở đỉnh đồi, chỗ mình bay, và hai là dưới chân đồi. Và mình đã đáp ở đỉnh đồi. Nếu điều kiện gió không thuận lợi thì có thể là phi công sẽ đáp xuống chân đồi ở địa điểm này, các bạn có thể nhìn thấy. Mình đã hạ cánh, mình sẽ bình tâm lại đã. Bình tâm lại một chút, sau đó mình sẽ quay cảm nhận của mình cho các bạn nghe nhá. A few moments later. Thật sự là rất là đã các bạn ạ. Trời ơi, các bạn phải thử bộ môn này. Cam kết là nó phê. Đều là phê luôn ý. Lúc đấy thì mình cảm giác như kiểu mình bay rất là lâu rồi ý. Nhưng mà anh bảo là mới bay được 10 phút thôi. Tại vì sao? Tại vì là khi mà anh hỏi mình là em có bị say không ý, thì mình bảo em không, em khỏe lắm, anh cứ lượn thoải mái đi. Thế là anh tạt cho mình mấy cái kiểu quay vòng tròn trong trọng mình 2-3 lần như thế thì người bắt đầu cảm thấy hơi nôn nao một tí thì bảo anh ơi cho em xuống em không đủ được nữa. Thế là mình hạ cánh và mọi thứ thì bây giờ thì ok rồi, cảm thấy tinh thần rất là vô mô, rất là sảng khoái. Thường thì ở đây mọi người khách phải đặt trước các bạn ạ. Hôm nay thì mình bay theo bên mây bay lượn và được anh Mỹ là một người phi công có rất là nhiều kinh nghiệm, có rất là nhiều giờ bay. Anh đã từng bay một chuyến dài nhất là khoảng 200 km các bạn ạ, 6-7 tiếng đồng hồ đấy. Và hôm nay thì anh Mỹ đã thực hiện cho mình một chuyến bay, trời ơi, quá phê, quá đã luôn. Chi phí cho một chuyến bay dù lượn như thế này là 1.290.000 trước kể chi phí di chuyển từ Hà Nội và lên đến đây. Để bay được như thế thì người ta phải học bao nhiêu công suất và phải có rất nhiều cái kỹ năng ấy, kỹ thuật ấy. Nên là chi phí như vậy là xứng đáng. Và mình nghĩ là các bạn nên phải thử một lần trong đời cái bộ môn nhảy dù này. Nó phê lắm luôn. Và bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển xuống dưới và kết thúc một chuyến đi dù lượn tuyệt vời. Nếu mà thích video này thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like video, một subscribe và nhớ bật chuông nhé để cập nhật các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.